Liên quan vụ chủ vựa trái cây chợ đầu mối Thủ Đức chết bất thường ở Dạ Cầu, như báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, chiều 18 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi can có liên quan. Bước đầu, hai nghi can khai đã trộm một số tài sản trên xe ô tô của ông CHV, sinh 1972, ngụ thành phố Thủ Đức, khi ông này đang dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh. Sau đó ông V quay lại phát hiện sự việc nên cả hai bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, ông V lọt vào khe đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ông V rớt xuống dưới tử vong. Trước đó, sáng 17 tháng 10, người dân phát hiện ở bãi đất trống dưới giả cầu đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ông V nằm bất động.